Đến siêu sao K-pop mà còn tìm đến spa của mình. Lần này là một cô gái trong một nhóm nhạc cực kỳ nổi tiếng ở Hàn Quốc luôn. Vì chuẩn bị có show diễn á mọi người, cho nên cô ấy tìm đến mình. Với cái giao diện như thế này á thì các bạn có tin đây là một siêu sao nổi tiếng không? Chứ mình thấy là không giống rồi đó. Đầu tóc thì quá là bù xù và còn có rất là nhiều rác ở trên. Trước tiên thì mình sẽ đi dọn dẹp mấy cái lá cây và mấy cái vỏ trứng ở trên đầu. Nhưng mà chỉ dọn dẹp bằng tay thôi thì không thể nào sạch được, tại vì trên đầu có một cái vết gì đó dính rất là cứng luôn. Hình như là kẹo cao su, cho nên mình phải đi gội đầu thì mới có thể làm sạch được. Bên spa của mình có cái lượt gội đầu này nè. Dùng cái lượt này một phát là cái đầu bao sạch luôn. Lúc gội đầu thì mình sẽ chú ý gội kỹ cái phần có dính kẹo cao su. Nhưng mà phải nói là cái tóc rối như vậy lúc gội đầu rất là khó khăn, nên mình sẽ ráng gội đầu nhanh nhanh để chuyển qua bước thứ hai. Gội đầu một phát xong là không còn cái vết bẩn gì trên đầu luôn. Sờ tóc thì mình thấy khá là khô và cái phần đuôi tóc thì rất là yếu, nên mình đành phải cắt cái mái tóc mới cho cô gái này. Chứ để cái tóc dài mà xoăn như vậy thì rất là già. Nhưng mà cái tóc xoăn này rất là khó cắt luôn á mọi người, mình phải cắt rất là nhiều lần thì mới có thể đạt được cái độ ngắn mong muốn. Tới đây chỉ mới là bước đầu thôi, các bạn từ từ hẳn cười với nhan sắc này nhé. Bây giờ mới là bước thay đổi nhan sắc ngoạn mục nè. Mình sẽ dùng một cái máy duỗi tóc để duỗi thẳng cái mái tóc xoăn này ra. Các bạn nhớ là phải ủi đều tay. Và vì cái máy này rất là nóng và rất là nguy hiểm luôn, nên khi làm các bạn cần cẩn thận nhé. Tóc mới thì ok đó, nhưng mà cái máy vẫn còn hơi xù, nên mình sẽ tỉa lại cái máy một chút xíu nè. Tóc mái mới tỉa lúc nào cũng bị ngố hết trơn, nhưng mà tạm thời thì mình bỏ qua. Kiếm một cái kẹp để kẹp cái tóc mái lại. Thấy được cái mặt quá trời mụn luôn, nhưng mà không sao, mình có một cái cây nặng mụn cực kỳ thần thánh này. Chỉ cần 2 phút thôi là mình đã xử lý hết những cái vết mụn này. Mình sẽ dùng cái đầu nhọn để chích những cái viên mụn nó ra và dùng cái đầu tròn ở phần còn lại để lấy những cái viên mụn này. Nhưng mà trên trán có một cục mụn rất là lớn luôn, mình không thể nào dùng cách này, nên mình sẽ xử lý bằng tay luôn nè. Xử lý mụn xong á thì có vẻ là mặt đã sáng láng hơn rất là nhiều, nhưng mà vẫn còn khuyết điểm rất là lớn ở cái hàm răng, nên bây giờ mình sẽ làm trắng răng cho cô gái này trước. Dùng một cái bàn chải và chà thật là mạnh vào cái hàm răng. Úm ba la, các bạn thấy hiệu quả chưa nè? Và còn những cái vết thâm á thì mình sẽ cùng nhau đi đắp mặt nạ. Và hầu như những cái mặt nạ ở spa mình thì không có vừa với khuôn mặt nào hết trơn. Mặc dù không vừa nhưng mà hiệu quả thì cực kỳ cao. Có hai cái mắt còn trống á thì mình đắp thêm hai miếng dưa leo lên trên luôn. Để tăng phần hiệu quả thì mình cho cô gái này uống một chai collagen. Bây giờ mình cùng chờ đợi để thấy được nhan sắc mới. Chỉ là qua làm đẹp thôi mà spa của mình tặng luôn cho cô gái này một cái bộ niềng răng. Bây giờ đến 3, 2, 1, các bạn thấy gì khác biệt chưa? Để thêm phần lung linh thì mình sử dụng len mắt nha. Chỉ cần tháo len ra lắp vào mắt là xong. Đúng là cái mắt thay đổi một xíu thôi là cái mặt đã thay đổi hoàn toàn luôn. Bây giờ mình sẽ đi trang điểm một xíu cho cô gái này, thêm một ít son môi, tiếp đến là đánh thêm phấn mắt vào. Bây giờ thì có bạn nào hối hận khi chê nhan sắc của cô gái này đầu video không? Nói vậy thôi chứ chưa có xong đâu nè, vì cái tóc mái mình cắt lúc đầu nó còn hơi ngố, nên bây giờ mình sẽ điều chỉnh em nó nha. Mình sẽ dùng thuốc nhuộm tóc cho ra một cái chén, nhớ là cho một lượng vừa đủ thôi. Sau đó mình sẽ trộn đều lên đến khi hỗn hợp có một cái màu cam như vậy là được nè. Và bây giờ các bạn chỉ cần bôi đều lên hai bên mái tóc thôi, nhớ là bôi phải thiệt là đều đó nha, chứ không thôi cái tóc lộn xộn màu này màu kia. Cuối cùng là xả lại với nước và dùng một cái lược để bới tóc lên. 3, 2, 1, đây chính là thành quả biến hình nãy giờ. Các bạn đánh giá phần biến hình này bao nhiêu điểm nè? Thấy cái tóc mái mình sửa lại xinh hơn hẳn đúng không mọi người? Và bây giờ hãy so sánh lúc đầu và lúc sau khi biến hình, một trời một vực luôn.